Kính chào các bạn. Sau những cơn mưa, đặc biệt là những cơn mưa vào ban đêm, thì nó đã trở thành một cái nỗi ám ảnh của mình. Khi ra thăm lại những bạn nhỏ, thì mình rất sợ thấy cái cảnh các bạn nhỏ cứ ủ rũ, xù lông. Đặc biệt thỉnh thoảng cũng có những bạn bị tiêu chảy và ra đi. Không chỉ một lần, bị hoài nên thành nó mới ám ảnh đó các bạn. Thì nhìn ở phía sau mình đây, các bạn sẽ nhìn thấy được hai bóng đèn sưởi. Hôm nay mình phải tăng cường cả hai bóng luôn, chứ bình thường thì mình mở có một bóng thôi. Do hôm qua quê mình trời mưa rất to, mưa cả ngày cả đêm, nước ngập cả nhà, ngập cả đường đi, trôi hết những con Covid luôn nha. Đó, thì mưa lớn như vậy mình gầu lắm các bạn. Mình tăng cường hai bóng luôn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thăm là các bạn nhỏ coi với hệ thống đèn sưởi này, các bạn nhỏ có vượt qua khỏi cái chặng mưa đêm qua không? Hai bạn sung của chúng ta, Milo, ngủ có ngon không? Có bị lạnh không? Mấy bạn sung á thì vô tổ ngủ nên dù gì nó cũng ấm hơn. Còn các bạn yến phụng, hên quá, nó gỉa lông chứ không phải nó xù lông các bạn. Mình hết hồn. Đó, những bạn yến phụng, đây, những bạn cóc, đây. Cái kiểu này là kiểu mà mình không bao giờ mong muốn thấy nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Có gì không con? Ui, ui, tỉnh đi ơi. Hello, thức dậy. Nó còn dương dài các bạn ơi. Cũng là một sự hết sức là đáng mừng. Ngủ nướng hả mày? Đó, như vậy thì các bạn nhỏ của chúng ta hôm nay đã ổn. Rồi, đây bây giờ nắng lên coi. Cao nắng rồi, bây giờ mình sẽ tắt hệ thống đèn sưởi của mình. Hai bóng, tốn tiền lắm các bạn. Một bóng công suất là 100W, tức là bằng hai bóng đèn gửi của cái bóng thứ hai ở nhà các bạn. Hai bóng này tương đương với 5 bóng đèn kia là 200W. Một tiếng đồng hồ tốn 200W là nhiêu ta? Là chưa được 1 ký điện. Nhưng mà một đêm trải qua thì nó tốn 1-2 ký điện là bình thường. Thiệt, nuôi này nghèo luôn. Ngày xưa thì các bạn nuôi cá mới tốn tiền. Nuôi cá thì tốn oxy, tốn đèn, tốn máy lọc. Nuôi chim cứ nghĩ là ổn. Chiều 5 giờ mặt trời xuống núi kéo cửa cái gạt tới thui nó ngủ, tới sáng nó thức mở cửa ra xong. Nhưng bây giờ nhiều bạn đã khuyên mình á phải gắn đèn sưởi. Thì mình đã gắn đèn sưởi, bây giờ có tốn điện liên tục như vậy không biết tháng này có bị mẹ chửi không nữa. Bây giờ rút đèn các bạn, sáng rồi. Rồi, rút đèn bây giờ mời các bạn mở cửa ra gặp lại các bạn nhỏ nha. Rồi. Chào buổi sáng tụi mày. Vui vẻ bay lên, nắng rồi đó. Tuy có cửa nhưng mà nó vẫn không đủ để ấm cho con chim các bạn. Cửa kéo, lúc nào mưa cũng kéo, gió cũng kéo, nhưng mà nó sẽ thẩm thấu qua cái không khí bên trong á, ban đêm nó rất là lạnh. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nỗi lòng chim yến phụng. Cái nỗi lòng của mình đối với những chú chim yến phụng. Thì ngày xưa mình có từng kể cho các bạn nghe, mình rất mê yến phụng. Từng năm lớp 6 mình đi vào đầm sen chơi, mình thấy cái chuồng yến phụng tập thể cả 100-200 con trong đó, nó bay ríu rít. Mình mê lắm, mình ấp ủ lắm. Tuổi nhỏ thì mê cái nhỏ. Đó, mình nói không biết mua ở đâu, làm sao mua được nó. Về mình tìm tòi, cuối cùng mình lại lại đến những tiệm chim, mình mua được con yến phụng. Mình về mình thiết kế cái lồng nhỏ nhỏ, mình nuôi lớp 6, rồi lớp 7, lớp 8, rồi có thời gian mình ngưng xong tới lớp 10, lớp 11 mình vẫn mê lại cái tiếng ríu rít của nó. Mình vẫn mở lại cái AQ mình nuôi. Rồi sau này mình ra trường, mình không còn đi học nữa, mình vẫn mở lại mình nuôi nữa. Cứ nuôi tới nuôi lui hoài, nhưng mà nuôi kiểu đam mê, nuôi chơi thôi, chứ không phải nuôi để kinh doanh, nuôi để sinh sản chạy như các bạn. Chỉ là một cái lồng gì đó, mà thả vô đó nhìn ngắm tối ngày thôi. Nhưng mà mình vẫn bị thất bại. Nó không phải nó suôn sẻ, con yến phụng nó rất là yếu. Nếu mà cái người nuôi không kỹ lưỡng, không cẩn thận thì con yến phụng không bao lâu nó sẽ tự động nó ra đi. Thì cách đây không lâu, lúc mà mình mới vô làm YouTube, mình có khoe cái chuồng yến phụng của mình là được các bạn thương yêu biết đến kênh mình là từ cái chuồng yến phụng. Video đó giờ hình như là 400.000 lượt xem là. Nhưng mà bây giờ mình xem lại mình thấy mình rất là non nớt. Mình hướng dẫn, mình chỉ các bạn nuôi căn bản gì đó, hình như là nó không tới đâu hết trơn. Giờ coi lại thấy nó quê quê. Nhưng mà đó là cái kỷ niệm, các bạn thông cảm. Thì các bạn có nuôi yến phụng thì nhớ học hỏi thêm những cái bạn chuyên nghiệp kia. Thì các bạn nào theo dõi mình
các bạn sẽ biết là cái chuồng yến phụng đó bây giờ đã không còn nữa, nó đã ra đi trong một trận dịch. Mình đã duy trì được cả 100 con luôn các bạn, nhưng mà nó đã lần lượt ra đi và nó mắc hẳn luôn. Sau một cái trận dịch đó là hầu như chuồng chim yến phụng của mình là nó rịu luôn, nó xuống như gạ luôn các bạn, như lúa chín mà nó gớt gạ vậy, chết sạch luôn các bạn. Buồn lắm, gây rất ám ảnh, trằn trọc rất là lâu. Nói tại sao mình ẩu như vậy, mình đã nuôi nhưng mà không có chăm sóc kỹ để các bé nó ra đi trong tay của mình như vậy, rất là buồn đó. Thì sau nhiều tháng băn khoăn chắc chở, mình nói tại sao người ta nuôi thành công mà mình nuôi không thành công, thì mình luôn cứ đổ thừa là do mình nuôi dơ, mình nuôi mình hệ thống vệ sinh của mình nó dở, mình lót chấu, thì nhiều ngày chim nó ị tích lũy rồi gây ra bùng dịch, mình nuôi dơ là vậy. Thì mình cứ băn khoăn như vậy hoài, mình nói bây giờ mình sẽ nuôi lại, mình nuôi lại thử xem có bị nữa không, lần này mình hứa trong lòng mình sẽ nuôi sạch. Nuôi sạch thì các bạn biết không, lần này mình không dám làm cái chuồng lớn, mình chỉ làm cái chuồng nhỏ nhỏ thôi. Mình nhập về 20 bé yến phụng. Buồn lắm các bạn, thật sự mình kể cái câu chuyện này không biết các bạn chủ yến phụng nghe có dặn mình luôn không, thật sự mình thấy có lỗi, rất có lỗi với bạn đó. Bạn đó đang nuôi bầy yến phụng rất là tốt, sinh sản đều đặn, đẻ tới nỗi bạn ấy nuôi không nổi luôn, bạn ấy mới ngán qua mới bán cho mình. Mình mua về 20 bé yến phụng thả vô, ngay ngày đầu vui vẻ, bay nhảy mạnh khỏe. Trải qua được có vài ngày sau, cái tự nhiên nó sinh ra bệnh rồi nó cũng lây nhau rồi nó chết, chết nữa các bạn. Là mình nuôi lần này là chuồng mới luôn, sạch sẽ luôn, không lót chấu luôn, chỉ lót hứng phân thôi. Hứng phân xong rồi 1-2 ngày là mình rửa liền, còn những cái mâm ăn á là mình rửa sạch sẽ luôn, mình không có để nó dơ dính phân như ngày xưa. Nước thì mình uống là nước lọc luôn, mình đưa lấy nước lọc luôn, mình không dám uống nước máy ở nhà nước cấp về nữa. Ngày trước thì uống nước máy thì mình phải phơi nắng, phơi nắng cái nước đó 1-2 ngày rồi mình mới cho uống, còn bây giờ mình vô lấy máy nước lọc mình cho uống luôn. Nhưng mà 1-2 ngày sau thì các bé dẫn ra đi, có 1-2 con triệu chứng, nó kéo nhau hàng loạt luôn các bạn. Nó kéo nhau mình cứu không nổi. Thì lúc mà nó có 5-7 con đầu tiên á, mình lúc đó mình quả quá, mình lấy thuốc người, lấy thuốc em bé, thuốc tiêu chảy của em bé mình cứu. Thì ngày trước mình cứu được 2 bạn sung là nhờ cái thuốc tiêu chảy của em bé đó. Thì triệu chứng nó là tiêu chảy thì mình lấy thuốc tiêu chảy thôi, mình cứu. Thì đợt đầu mình cứu được 7 em, 7 em đó sống tới bây giờ đó, 7 em đang bay nhảy trong chuồng. Cái mình tách riêng ra 7 em đó rồi mình nuôi riêng nha. Thì những em còn lại tự nhiên nó bùng lên nữa, nó bùng lên nữa. Thì lúc 7 em này bị là mình đã ngừa rồi, mình đã pha thuốc ngừa cho mấy em kia rồi mà nó vẫn bùng. Khi nó bùng lên, nó kéo một cái, một là mình bó tay luôn các bạn. Cũng dùng sử dụng thuốc tiêu chảy của em bé, cũng làm đủ mọi cách mà nó nhanh lắm các bạn. Nó cứ rượu, nó tiêu chảy rồi nó rút dần rồi nó chết. Thì nhiều bạn nói đó là triệu chứng của bệnh cầu trùng. Những cái bệnh mà liên quan tới gia cầm đó nó sẽ gây rất nhanh. Nhưng mà mình thì mình chưa biết chính xác, tại vì nó chết rồi mình không có khám nghiệm gì hết. Thì 7 bạn đầu tiên mình cứu từ thuốc người đã sống tới bây giờ, vẫn mạnh khỏe tới bây giờ. Mình để ý rất kỹ, thường thường các bé yến phụng này ra đi là sau những cơn mưa, sau những cơn mưa hoặc là tới cái gió Tết về, cái gió sưng nó lạnh nó về thì xảy ra hiện tượng yến phụng sẽ ra đi. Mình đã rút kinh nghiệm như vậy. Thì sau những trận mưa bây giờ mình phải sưởi thì nó đỡ, mình phải tốn tiền điện, còn những ngày bình thường thì mình không có sưởi. Thì cách đây không lâu mình có tình cờ xem trên Facebook, thấy bạn kia đang bán cái chai Ego 20, chai thuốc Ego 20 của Thái Lan. Thì bạn ấy đăng mà có nói có một dòng là thời tiết thay đổi chuyển mùa, để ngăn ngừa bệnh tiêu chảy do cảm lạnh thì mọi các bạn hãy mua chai này để thủ. Thì mình mới tìm tòi, mình hỏi thăm, thì mình đã tìm ra được cái mấu chốt giữa cảm lạnh và tiêu chảy các bạn. Con chim nó bị cảm lạnh ủ rũ một thời gian thì khi đến giai đoạn tiêu chảy là rất là khó chạy đó. Còn các bạn thấy chim mà xù ủ rũ thì các bạn hãy để ý cái phần của nó, cái phần của nó có giai đoạn tiêu chảy là các bạn gói rồi. Thì bây giờ mình đã không lót chấu, mình đã lót cái phần phân dưới đây nè, là bằng cái miếng màu trắng. Mình lót như vậy để mình quan sát hàng ngày coi cái phân nó ị ra có cái gì thay đổi không,
cái màu sắc nó có lạ không đó. Thì như vậy mình mới phát hiện ra là những cái vết tiêu chảy, những cái cục phân tiêu chảy của những bé để mình can thiệp kịp thời đó. Thì cái chai thuốc đó thực sự là mình cũng chưa thường dùng, mình đó giờ mình chỉ dùng thuốc người với thôi, thuốc y ở gần nhà mình ai bán gì thì mình mua đó. Nhưng cái chai thuốc đó hai người bạn của mình đang sử dụng, đã mua về dùng đó, thì thật sự mình thấy nó có hiệu quả các bạn. Mình chưa dùng nha, nhưng mà nghe mấy bạn nói kể lại thì có dẫn chứng đây. Mỗi lần có những con chim bị ủ rũ sù lông sau mưa thì nhỏ vào miệng nó, buổi sáng một giọt, buổi chiều một giọt, một hai ngày sau là nó khỏi. Con chim yến phụng nó rất yếu, mấy chai thuốc kia mình nhỏ vô nhiều khi một giọt à nó dậy nó chết liền tại chỗ, nó yếu vậy đó. Mà cái chai thuốc này thì không chết, nhỏ sáng một giọt, chiều một giọt luôn, thì sau vài ngày con chim nó khỏe mạnh lại bình thường đó. Bây giờ mình cũng sẽ mua chai đó để dành. Thì video này mình muốn chia sẻ các bạn, các bạn nên thủ thuốc trong nhà để kêu bằng phòng bệnh trước, khi có bệnh cũng phải có thuốc để trị, chứ đừng trở tay không kịp như mình bao nhiêu lần bị là trở tay không kịp không. Và các bạn hãy lưu ý, khi xảy ra tiêu chảy nó sẽ lây lan rất nhanh, kể cả con người chúng ta luôn, chứ không phải người con chim. Thì khi tiêu chảy là trong phân sẽ có vi khuẩn, virus gì đó, nó sẽ lây lan rất nhanh. Nếu mà cái người chăm sóc không cẩn thận thì có thể lây dịch luôn đó các bạn. Thì con chim cũng vậy, khi xảy ra cái nguồn phân tiêu chảy là nó sẽ lây à, chứ không phải là nó là một cái gì xa xôi lắm, chỉ là tiêu chảy đơn thuần thôi là nó vẫn lây à. Nên khi có chú chim tiêu chảy thì các bạn phải cách ly càng xa nhau càng tốt, thậm chí cách ly từng con từng cặp luôn, đừng có dồn 5-7 con vô một chuồng, đó là cũng chết hết nguyên chuồng đó luôn nữa. Rồi mình mới nghĩ trong lòng là ở những trại lớn người ta nuôi số lượng nhiều như vậy đó, nếu mà người ta không có phương pháp để kìm nén cái cơn lây đó, để cứu những bạn tiêu chảy đó, thì không lẽ người ta phải sạc nghiệp sao đó. Thì ở những trại lớn mình chưa biết người ta dùng phương pháp gì, có thể người ta có những bí quyết, những loại thuốc nó cao cấp hơn, cao siêu hơn, thì cái đó mình xin nợ các bạn. Còn nói những người nuôi phổ thông, nuôi chơi một hai con, một hai cặp như mình với các bạn á, thì bây giờ mình sẽ khuyên các bạn nên chuẩn bị cái chai thuốc này đó. Rồi bây giờ mình xin nói thêm một cái vấn đề nữa, đó là các bạn có từng nghe đến vấn đề là cái bằng chói nước. Chói nước tức là người mình ở khu vực này, mình đi đến khu vực khác thì mình uống nước ở chỗ đó thì xảy ra hiện tượng là mình bị bệnh đó. Không biết các bạn có giờ có nghe không, chứ hồi nhỏ mình đi lang thang khắp nơi đó, thì đi đến chỗ nào cái người ta ưu khuyên là mình mua nước suối uống đi, đừng có uống nước giếng, nước gì ở đây đừng có uống nước nấu luôn đó, đừng có uống, đừng nên uống mình ở lạ cái thổ nhưỡng khí hậu mình sẽ dễ bị bệnh đó, là hiện tượng chói nước. Thì những chú chim này khi mà các bạn mua từ một nơi này đến một nơi khác thì cái nguồn nước, cái khí hậu, cái vị trí để đặt chuồng cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn nhỏ. Lần đó mình qua bạn kia chơi, thấy bạn ấy nở con yến phụng màu xanh đẹp lắm, mình thích quá mình mới mua về. Con chim đang gắt sống rất là yên bình bên nhà bạn ấy, mạnh khỏe vui vẻ, thấy cưng lắm. Mình đem về mình thả vô chuồng nhà mình, thì thả có bữa trước bữa sau là nó chết queo rồi mình. Mình nếu mà các bạn không có lợi đó tận mắt thấy thì các bạn nói chắc nó ship chim bệnh cho mình. Thật sự là mình lại tới đó mình thấy con chim đang vui vẻ trong chơi trong lòng luôn, mình đem về nó vẫn chết. Đó là có hay không hiện tượng chói nước, có hay không hiện tượng khí hậu, thì xin mời các bạn cao thủ hãy hỗ trợ cho mình những cái kinh nghiệm này. Rồi hẹn gặp lại, nỗi lòng chim yến phụng đã kết thúc, bye bye.